Ơi, siêu nhân xanh, siêu nhân vàng, siêu nhân hồng, xin chào tất cả mọi người. Bọn mình chính là biệt đội bộ ba siêu nhân của làng Hero Team đây. Ta-da! Yeah! Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì hôm nay nè bạn đang thấy nè, là hiện tại là trong đây đang có mình nè, anh Mr. Dịch cộng với lại là Timmy nữa bạn ơi. Là hiện tại bây giờ đang có ba đứa mình là bộ ba bá đạo trong làng Hero Team nữa bạn ơi. Đó, thì hôm qua nếu như những bạn nào đã coi những cái video trước của bộ ba bá đạo thì bạn cũng biết rằng là Hero Team bọn mình vừa mới kiếm được một cái đồng hồ siêu nhân bạn ơi. Đó, và sắp tới đây sẽ có một cái series có tên rằng là bộ ba siêu nhân bạn ơi. Đó, một cái tên series rất là hay luôn đúng không? Bộ ba bá đạo bây giờ biến thành là bộ ba siêu nhân luôn rồi, nghe ghê không? Đó, thì bạn nào mà muốn mình làm thêm nhiều video về bộ ba siêu nhân thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của anh Mr. Dịch Timmy TV cùng với các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Ok, không nói nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thế nào mấy bạn ơi. Đó, ok, khoan, mình quên nữa, còn cái này nữa nha anh em. Đó chính là sắp tới này, ngày 26 tháng 7 thì Hero Team bọn mình sẽ có một cái buổi fan meeting, nó sẽ offline fan mấy bạn ơi. Thì hôm đó Hero Team bọn mình sẽ cùng nhau đến Sài Gòn và làm một cái buổi offline cho mấy bạn fan gặp mặt Hero Team nha. Ok, rồi còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thiệt nữa bạn ơi. Đó, ok. À quên nữa, để mình lấy đồng hồ cho anh Dịch với lại Timmy đã. Đây, mình bỏ đồng hồ siêu nhân trong đây nữa bạn ơi. Đó, đồng hồ xanh nè, đồng hồ vàng, đồng hồ hồng. Đó, rồi Timmy lấy phải không? Nè Dịch, đồng hồ của Dịch nè, lấy đi. Đồng hồ gì vậy? Đồng hồ siêu nhân, cái đồng hồ gì mới có một tập mà anh quên nè hả? Trời ơi trời. Ok bạn ơi, các bạn đang thấy trên tay của mình là đang cầm chính là đồng hồ siêu nhân nữa bạn ơi. Đó, bạn nào đã xem tập trước rồi thì chắc mấy bạn cũng biết cái đồng hồ này ở đâu mà Hero Team có đúng không? Đó, đồng hồ chính là đồng hồ cho bọn mình gọi là kiếm được các bạn ơi. Bọn mình có thể biến thành siêu nhân nhờ cái đồng hồ này, các bạn không tin đúng không? Các bạn hãy xem mình biến hình siêu nhân cho các bạn coi nè. Ơi, siêu nhân Phong Cận biến hình. Hey, giờ đó các bạn thấy chưa, mình đã biến thành siêu nhân xanh rồi nè bạn ơi. Thấy mình ngầu chưa, nắm đấm của mình là nắm đấm sức mạnh cực kỳ mạnh luôn bạn ơi. Coi nè, thấy không, bộ đồ rất là ngầu luôn không, màu xanh nè, thấy ghê không, thấy ghê không? Đó, ok, đây chính là bộ đồ của siêu nhân xanh, các bạn thấy ghê không? Rồi ok, bây giờ là sẽ đến lượt anh Mr. Dịch nè. Anh Dịch ơi, bây giờ anh hãy thử biến thành siêu nhân cho bạn fan xem đi. Cầm cái đồng hồ ra, anh cầm cái đồng hồ ra biến thành siêu nhân cho bạn fan xem. Cầm đồng hồ đúng không? Đúng rồi. Rồi ok, Phong Cận nhìn anh nè. Ok, đồng hồ siêu nhân ở đâu đẹp trai nhất làng, siêu nhân vàng. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn coi nè, anh Dịch đã biến thành siêu nhân vàng đẹp trai nhất làng bạn ơi. Wow, anh biến thành con siêu nhân vàng gì mà mặc đồ nó trông rim rúa, trông như cái con công chúa gì kìa. Cái gì mà công chúa, bộ đồ gì nhìn đẹp mà anh nè, nhìn tóc tai vuốt vuốt keo cái kiểu y hệt như ca sĩ Hàn Quốc luôn bạn ơi. Đây bạn coi nè, thấy không, mình với anh Dịch đứng kế bên nhau rất là ngầu luôn, phải không? Một người màu vàng, người màu xanh, nhìn hai người ngầu ơi là ngầu luôn. Đó, ok, các bạn thấy rằng mình với anh Dịch có ngầu không? Nếu thấy ngầu nhớ bình luận lại cho bọn mình biết nha. Ok, à quên nữa, còn Timmy nữa chứ, quên. Ok Timmy ơi, Timmy bây giờ nè, hãy biến thành siêu nhân hồng đi nha. Bây giờ để tôi quay lại cho mẹ bạn fan xem nè. Ok, biến hình đi, 1, 2, 3 biến hình. Wow, trời ơi anh Dịch ơi, Timmy đã biến thành siêu nhân hồng rồi. Ủa mà khoan, mấy bạn ơi, sao cái bộ đồ của Timmy nhìn nó không ngầu thế nào vậy? Ủa Timmy ơi, bà kiếm đâu ra cái bộ đồ siêu nhân mặc đồ y cờ đi lễ hội hóa trang con lì. Em nhìn cái bộ đồ Timmy nhìn giống bà đang đi bơi ấy, anh trời, không giống siêu nhân chút nào ấy. Đẹp mà, có thấy đẹp chút nào đâu. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy bộ đồ của Timmy nhìn có đẹp không? Chứ mình thấy giống cái bộ đồ bơi mấy bạn ơi. Ok, dịch, đứng vô, anh em mình đứng vô, coi hơi ngầu không? Này, lại đây, đứng vô ngầu không? Đó, bạn thấy không? Bộ ba siêu nhân các bạn ơi, nhìn ai cũng ngầu hết trơn á, trời ơi, quá ngầu luôn đó bạn. Mấy bạn thấy bộ ba siêu nhân bọn mình có ngầu không? Nếu bạn nào thấy ngầu, nhớ để lại cho mình một like và nhấn nút subscribe ủng hộ cho bọn mình nha. Đó, quá ngầu luôn chứ còn gì nữa đúng không? Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Sao mọi người ăn mặc cái kiểu gì vậy? Cái kiểu gì mà kiểu gì? Chị không biết bọn em chính là những gọi là siêu nhân, gọi là cực kỳ, gọi là mạnh mẽ hay sao? Ủa mà có chuyện gì mà chị lam sờm vậy? Em mà nhà chị mà xem trong đấy tan nhện không à? Dưới hầm của nhà chị cũng tan nhện lắm sao à? Cái gì? Trong nhà chị có nhện hả? Yên tâm đi,
yên tâm đi, ở đây đã có bộ ba siêu nhân của bọn em rồi. Bộ ba bá đạo bây giờ đã biến thành bộ ba siêu nhân. Bọn em sẽ tiêu diệt hết tất cả những con nhện ở trong nhà chị cho, chị yên tâm. Ủa mà khoan, về đây, về đây. Em coi phim siêu nhân á, em thấy người ta là đi tiêu diệt những con quái vật nhìn rất là ngầu. Còn anh em mình là hiệp sĩ siêu siêu nhân kiểu gì mà đi diệt 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 nhện, diệt gián vậy ta. Trời ơi, cái này gọi ta là giúp đỡ người dân lành á. Thấy người dân có chuyện là mình phải giúp đỡ thì mình mới gọi là siêu nhân. À, ví dụ là bây giờ nhà Cam Mui là có toàn nhện đúng không? Mình là siêu nhân, nhiệm vụ mình là đi đốt nhà dân đi. Ok, mình đốt nhà đi cho hết nhện. Cái gì vậy? Không đốt. Ok, không đốt. Ok bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vào trong nhà của gọi là Ca Mui để bọn mình gọi là tiêu diệt hết mấy con nhện trong nhà Ca Mui nha. Đó, siêu nhân hiệp sĩ bảo vệ dân làng hả? Bất cứ ai có cần việc gì cứ kêu bọn tôi. Nhào vô. Nhện đâu? Nhện. Ủa, chị Ca Mui, nhện đâu? Ở dưới. Ok, bên dưới hả? Đi xuống bên dưới. Mình lấy cái gì bắt nhện về phòng ơi. Quýnh bằng tay anh, bọn mình là siêu nhân, bọn mình quýnh bằng tay. Sợ nhện lắm. Cái gì đâu mà sợ, xuống đây đi dịch. Siêu nhân gì kỳ vậy? Trời ơi bạn ơi, siêu nhân mà sợ nhện nha bạn ơi, kỳ vậy dịch. Trời ơi, đây đây đây, con nhện nè. Mày tao cho mày chìm xuống đó mày chết túi luôn. Mày hả nhện? Ui chết, chạy anh. Quýnh nó nó chạy kìa. Mày One hour later. Sao mọi người? Phong siêu nhân này mày yếu vậy? Trời ơi, siêu nhân gì đâu mà quýnh con nhện, quýnh từ nãy không chết. Cái đoạn là mấy lần đâu chứ chưa cập nhật vũ khí alo. Từ một tí nữa bọn em mới gọi là dùng sức mạnh được. Ok. Ủa chết nhện chưa? Chết rồi. Ôi chết nhện rồi bạn ơi. Trời ơi trời. Đây mình đã được cái chân nhện đó. Tí nữa đây bị nhà kho ăn. Ok. Chị Cam ơi, chị có biết mấy con nhện này nó từ đâu xuất hiện không? Trong đây nè. Trong đây nó còn nhiều hơn á. Trong đây hả? Ủa trong cái ống cống này hả? Ôi nhưng mà cái ống cống này nhỏ xíu rồi. Làm sao bọn em chui trong đó được? Kỳ ta, bây giờ làm sao tiêu diệt được hết cái con nhện này ra? Anh Dịch, anh có ý kiến gì không? Anh biết cách rồi. Bây giờ mình sẽ dùng tay mình thọc vào ống cống. Tào lao, anh lấy tay anh thọc vô trong đó, con nhện nó cắn anh chết luôn á. Để em nghĩ coi. À đúng rồi, cái đồng hồ siêu nhân của chúng ta có một cái sức mạnh, đó chính là biến chúng ta thành tí hon đúng không? Bây giờ chúng ta hãy sử dụng đồng hồ siêu nhân và dùng sức mạnh biến thành tí hon đi Dịch. Hợp lý không? Ha, biến thành okay. Tí hon. Ê, rồi con nhện nó ăn thịt mình sao? Yên tâm, bọn mình mạnh lắm, bọn mình đã biến thành siêu nhân, mình mạnh lắm, con nhện nó không ăn thịt bọn mình được đâu. Ok bạn ơi, rồi bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau biến thành tí hon để tiêu diệt bầy nhện nha anh em. Ơi, bộ ba siêu nhân biến thành tí hon. Hey, đó mấy bạn thấy không? Bây giờ bọn mình đã bé như hạt đậu luôn rồi nè. Đó, với kèm theo đó bọn mình đã bật gọi là ánh sáng lên, làm cho căn phòng này sáng lên luôn. Để bọn mình chui vô ống cống bọn mình sẽ thấy được ánh sáng các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ bộ ba siêu nhân cùng nhau gọi là tiến vào trong gọi là cái ống cống để tiêu diệt nhện nào. Anh Dịch đâu rồi? Anh Dịch, lại đây. Anh Dịch lại đây. Ok, trời anh Dịch chạy nhanh quá bạn ơi. Đúng là gọi là siêu nhân có siêu tốc độ, chạy cực kỳ nhanh luôn. Ok, Timmy, sẵn sàng chưa? Ok. Ui các bạn ơi, mình nhìn trong đây mình thấy là con nhện đây nè. Trời ơi, thấy không? Bọn mình biến nhỏ rồi, bọn mình sẽ gọi là đi xuyên qua được cái ống cống các bạn ơi. Ok, chui vô ống cống. Hey, quýnh con nhện vô đây. Mày hả nhện? Mày nè. Đó, trời ơi vậy đây. Thấy mình khỏe chưa? Đấm có vài cái hay con nhện chết queo luôn. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đập cái hàng rào này qua để mình qua mình tiêu diệt với con nhện nha. Ủa, đập bằng tay luôn bạn ơi. Siêu nhân là phải gọi là đập bằng tay luôn, hiểu không? Ha, đó, bởi nè bạn ơi. Ok, chui ra nào. Ui, trời ơi. Dịch ơi, trong nhà bà làm một cái nông trại nuôi nhện cái gì vậy? Trong nhà Ca Mui sao quá trời nhện luôn các bạn ơi. Coi nè, một nùi nhện luôn. Trời ơi bạn ơi. Ui, có con nhện kìa. Ok, bây giờ nè, ba anh em chúng ta cùng nhau vào trong đó tiêu diệt mấy con nhện nha. Trời, bọn mình nhỏ quá, mình không thấy được bọn mình luôn anh em ơi. Ok rồi, bây giờ bọn mình chui qua kia tiêu diệt mấy con nhện nè. Để cho đơn giản hơn, bọn mình sẽ đặt cái cục đất này ra để bọn mình chui qua bên kia các bạn ơi. Đập cục đất ra chui qua bên kia để tiêu diệt mấy con nhện nha. Ok, đập này ra nè. Rồi, anh em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, chuẩn bị chưa? Tiến qua. Mày hả nhện? Ui trời ơi, nhiều nhện các bạn ơi. Ui, tại mấy con nhện siêu to khổng lồ vậy đây, qua đây vậy đây. Ủa nhện đâu rồi? Qua đây phụ trời em luôn. Luôn. Trời ơi, sợ nhện lắm. Trời ơi. Từ nãy giờ nó quýnh em quá trời, dịch không chịu qua. Ê, trời ơi, rồi xong. Anh Dịch đã chết rồi bạn ơi. Trời ơi. Ok, vàng bị chết dưới cống bởi vì mấy con nhện. Trời ơi, bấm cái tiếp tục nha anh, đừng có bấm cái hồi sinh nha, lâu lắm ấy. Mày hả nhện? Mấy bạn ơi, bạn coi nè, quá trời nhện luôn. Ây da, mày lại đây, mày mấy con nhện kia. Mày tao tiêu diệt hết đám tụi mày nè. Hây da, mày hả mày? Ui trời ơi, giết gần hết rồi bạn ơi. Mấy con nhện này mặc dù nó to hơn bọn mình nhưng bọn nó yếu xìu bạn ơi. Bọn mình là siêu nhân mà, sợ gì mấy con nhện này. Mày rơi xuống đó đi. Ây da, nó cắn mình bạn ơi. Mấy con này nó đông quá. Trời ơi, giết nãy giờ mới hết. Mày hả mày? Ok. Ui, còn hai ba con trên đây à Dịch. Leo đây, quýnh luôn. Mày
Mày hả nhện? Quýnh nó mọi người. Quýnh nó, đúng rồi. Anh em siêu nhân bọn mình là phải tiêu diệt hết con nhện này, bảo vệ dân dân làng của Hero Team, hiểu không? Đó. Ok. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua bên ải, cái ải tiếp theo nha. Không biết cái ải tiếp theo là sẽ có những con quái vật nhện nào nữa đây. Ok, đào cái cục đất này ra cho nhanh nè. Đào ra. Để mình đào, mình qua bên cái ống cống bên đây luôn coi, để coi có nhện hay con gì bên đó không. Ê mọi người, qua. Chưa qua. Timmy rồi, chưa qua Timmy. Rồi Timmy qua nè. Ok, tới lượt mình qua. Hey. Ui, trong cái ống cống này sao nó sâu dữ vậy ta? Ui, có gì trong đây không nhỉ? Oh my god, dịch hơi dịch nhìn kia. Nguyên một con nhện. Đây là cua hoàng đế. Cua hoàng đế mà, cua hoàng đế. Cái này là con nhện chứ con cua hoàng đế gì? Ôi bạn ơi, bạn coi à. Trời ơi, con nhện nó to kìa trời. Ở đây mình đứng lại gần nó coi. Trời ơi bạn coi nè, bọn mình không bằng một cái ngón chân của nó luôn á bạn ơi. Ui, nó có mấy con nhện con ở đằng sau lưng nữa kìa. Ok, bọn mình sẽ tiêu diệt con nhện bự nha anh em. Mày hả nhện bự? Ui, trời ơi con nhện bự. Ui, con nhện bự nó đẻ ra mấy con nhện con bạn ơi. Trời ơi, mày hả nhện con? Quýnh nó mọi người, quýnh nó. Mày hả nhện con? Trời ơi, mấy con nhện con này thì yếu xìu, không sợ. Mày hả mày? Tao lấy cục đất đập vô mặt mày nè. Ui, chết hết. Ok, anh em ơi, tiêu diệt nhện bự nào. Mày hả nhện bự? Gì đó? Gì đó? Anh em tập trung quýnh hội đồng đó. Mày hả nhện bự? Trời ơi, nó cắn em gần hết máu rồi đây. Ây da, rồi sao nó cắn chết em ơi. Nó cắn chết em ơi. Trời ơi, nó mạnh quá. Mày cắn tao, mày dám cắn tao hả? Anh em tao cực kỳ mạnh nha mày. Chết rồi bạn ơi. Đó, mày thấy không? Đó, cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu diệt được con nhện chúa ấy bạn ơi. Bọn mình thật là mạnh mẽ. Ok. Rồi anh em bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là lên trên báo cáo cho chị Ca Mui rằng chúng ta đã tiêu diệt được hết bầy nhện. Đó, chúng ta đã lập được công. Ok đi thôi. Hey, bắt cua. Đó, thấy không? Bọn mình mặc dù bọn mình rất là nhỏ nhưng mà mình bắt cua rất là ghê luôn nha. Mấy cục đá cao cao thì mình có thể nhảy qua được luôn á, thấy ghê không? Đó. Nhảy qua nè. Đó, cực kỳ xịn luôn. Ok rồi. Chui ra ngoài nào. Ui. Chui ra ngoài ống cống. Đó. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ tháo đồng hồ siêu nhân ra để bọn mình có thể biến to lại nha anh em. Ok, tháo đồng hồ ra nè. Rồi, biến to như bình thường lại nè anh em ơi. Đó. Chị Cá Mui, bọn em đã tiêu diệt hết bầy nhện trong ống cống của nhà chị rồi. Từ bây giờ chị có thể yên tâm nha. Hết thật chưa nhỉ? Chị vẫn nghe tiếng nè. Hết rồi, yên tâm. Bọn em vừa mới xuống đó bọn em tiêu diệt. À mà quên, chị có nuôi nhện không mà ở bên dưới có nguyên con nhện to đùng luôn chị. To hơn cái đầu của chị luôn á. Trời ơi là trời. Đúng rồi. Bên dưới nó có một con nhện cực kỳ to luôn. Bà này bà tính chơi đông chạy vui vẻ bằng nhện sao? Ok, thôi nhưng mà chị yên tâm đi, bọn em đã tiêu diệt cái con nhện to rồi. Bây giờ bọn em đã hoàn thành xong rồi nha. Bây giờ bọn em đi đây. Ôi, biệt đội siêu nhân. Cảm ơn mọi người. Biệt đội siêu nhân, chúng ta cùng nhau về lại căn cứ nào. Ok, tạm biệt chị Ca Mui nha. Tí nữa nhớ chuyển khoản tiền cho em nha. Một lần tiêu diệt là 10.000 đô. Ok, vậy nha. Bọn đi kia giải tưởng miễn phí mà. Miễn phí. Siêu nhân cũng cần ăn cơm mà. Siêu nhân cũng cần ăn cơm để sống mà. Cho nên là bảo bảo vệ mọi người thì mọi người phải đóng góp ít tiền cho siêu nhân để làm việc chính nghĩa chứ. Đó, bây giờ cho nên là những bạn fan nào đang xem video á thì bạn nhớ là hãy nhấn vào trong quảng cáo mỗi khi mà thấy có hiện ra quảng cáo để giúp cho bọn mình có thêm tiền để ăn cơm nha bạn. Chứ không thôi siêu nhân sẽ bị chết đói bạn ơi. Ok, cảm ơn bạn đã xem video này nha. Nếu như bạn thấy thích video này và thấy thích bộ ba siêu nhân bọn mình thì anh em đừng quên là hãy để lại cho bọn mình một like nè, một share nè và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của siêu nhân Mr. Dịch Vàng và siêu nhân Timmy Hồng để đăng ký họ cho mọi người nha anh em. Đó, siêu nhân Hồng, siêu nhân Vàng và siêu nhân Xanh. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye, yêu anh em. Vãi nồi, tạm biệt. Đừng quên là hãy nhấn vào nút like ủng hộ cho video này lên được 20.000 like nhé bạn. Mình sẽ ra tập tiếp theo nha. Bye bye.